Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang. kính mời quý vị theo dõi Việt Nova với Nguyễn Phú Quý và Tyler Tiến Nguyễn. Xin kính chào quý khán giả của đài SPTN. Và hôm nay chương trình Việt Nova xin hân hạnh giới thiệu anh Tyler Tiến Nguyễn. Anh là chủ nhân của... Tyler Tiến Nguyễn về vấn đề địa ốc và vấn đề cơ sở thương mại. Xin chào anh và xin anh có đôi lời với cộng đồng. Dạ, xin chào anh Quý và xin chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Dạ, uh, em là Tyler Tiến Nguyễn, uh, em là chuyên viên những lĩnh vực bất động sản, chẳng hạn như là residential, uh, commercial và làm về uh, business brokerage uh, phục vụ khách hàng trong vùng Virginia, uh, Maryland và DC. Dạ yeah. yeah. xin anh chia sẻ thì nói về bất động sản thì nó có hai loại bất động sản về vấn đề bất động sản tư gia cho những người mà gia đình mua nhà để ở và cái bất động sản thứ hai là những cái cơ sở thương mại thì xin anh chia sẻ với cái tình hình địa ốc năm nay với tiền lời đó thì năm vừa rồi anh thấy có những cái cơ sở thương mại nào mà có thể bán chạy nhất mà người ta cần cái dịch vụ qua nhiều nhất Thưa dạ thân uh, tụi em làm rất nhiều uh, bên cái uh, những dịch dịch vụ nhà ở là mỗi năm đó là tụi em bán trung bình khoảng chừng 60 đến 70 căn nhà. Bên cạnh đó đó thì tụi em uh, cũng làm thêm uh, cái việc commercial real estate và uh, giúp cho khách hàng uh, mua bán những cơ sở thương mại. Thì những năm vừa qua thì kinh tế rất là phồn thịnh uh, cũng đang trên đường uh, phát triển tốt. Uh, và tiền lời thì nói chung tương đối rất là rẻ so với uh, tầm khoảng chừng trong vòng 3 30 năm trở lại đây thì tiền lời uh, của những năm vừa qua thì rất là tốt và hiện tại tiền lời cũng vẫn còn đang rất tốt dạ thưa anh uh, cho nên là cái vấn đề mua bán uh, thì nó rất là thuận lợi cho khách hàng và cái thị trường ở đây thì nói chung là cái thị trường rất là rất là healthy cho dạ. nên là, là 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 những cái um, việc mà kinh doanh và và những cơ sở thương mại mà bán chạy nhất cái đó thì nói chung là trong cộng đồng người Việt mình thì uh, có những cái loại điển hình chẳng hạn như là nhà hàng, tiệm phở, uh, tiệm đeo, tiệm tóc anh, dạ, đó là những cái mà tụi em chuyên uh, phục vụ khách hàng và những người có nhu cầu chẳng hạn như tới là để mua những cơ sở thương mại có sẵn uh, và và tiếp quản nó hoặc là uh, những người người ta muốn đổi ngành nghề kinh doanh thì người ta bán đi những cái cơ sở, cơ sở thương mại hiện tại và tụi em cũng giúp cho khách hàng lấy luôn cả À, những cái hợp đồng thuê, những cái lease để cho người ta build và không những là lấy lease không, nhưng mà mình còn dành quyền lợi cho khách hàng theo cách là mình lấy tiền từ landlord để cho uh, phụ cho cái khách hàng của mình có cái số tiền để mà 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 mà, mà xây cái cơ sở thương mại của mình. À, yeah. Xin anh Taylor cho biết là khi mà anh làm một cái vấn đề mà bao la như vậy đó, chắc anh phải có một cái team hay là một cái đội người để mà giúp đỡ anh trong cái vấn đề này, xin anh uh, tả thêm về cái cách làm việc của anh cho. Dạ, dạ, thưa đúng anh, thì nói chung là em uh, khi mới vào nghề thì em làm uh, rất là hạn chế uh, trong cái lĩnh vực mua bán nhà cửa không. Uh, dần dần thì em có nhiều khách hàng và nhiều, nhiều khách hàng của mình người ta lại có những cái nhu cầu khác nhau. Thì uh, một mình em thì không có lo cho tất cả mọi thứ uh, tốt nhất có thể cho khách hàng được và có nhiều cái người khách hàng tới với mình, mình không có đủ thời gian để chăm sóc cho họ. Thì em mới quyết định là tuyển chọn thêm những nhân những chuyên viên về bất động sản và những người chuyên về bên những lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như là lo về việc giấy tờ, uh, lo về việc làm marketing. Tại vì mua bán thì marketing rất là quan trọng. Dạ, thì uh, hiện tại bây giờ tụi em có 5 người trong đội. Uh, em là leader, team leader. Em có thêm 4 uh, license agent và một đội ngũ chuyên về lo về cái back and support là giấy tờ và lo cả luôn marketing. Dạ thì cái đó quá hay tại vì khi mà làm uh, việc mà để cho nó có lợi cho cái người khách hàng đó thì phải có một cái đội để mà làm cho nó đúng thời gian và tại vì nhiều cái chi tiết mình không có thể là mình biết hết được yeah. thì nó có thể nó giúp cho người ta làm một cái cái cái, cái, cái dịch vụ thương mại nó nhanh chóng hơn thì uh, xin cho anh Tyler cho biết là cái vấn đề mà cơ sở thương mại đó thì uh, lúc năm năm sau này thì kinh tế phồn thịnh thì anh chắc có nhiều người muốn bán cơ sở thương mại và nhiều người muốn mua thì cái bắt lúc mà anh có thể cho biết về vấn đề mà mượn tiền của SBA như thế nào hay là nếu mà anh có biết người thì anh giới thiệu cho yeah. khách hàng uh, theo em được biết uh, sau những năm làm việc với khách hàng Việt Nam thì đa số là ai cũng là hay dùng cái tiền mà mình dành dụng được à hay là lấy tiền từ căn nhà ra để mà đầu tư vào mà mở một cái kinh doanh mới. À, mình không có nhiều thông tin về cái vấn đề SBA loan và trong cái cộng đồng người Việt mình cũng ít có người làm chuyên về cái lĩnh vực đó thì em à, có làm việc với những người ở những à, từ những cộng đồng khác à, Mỹ và Đại Hàn à, và cả Tàu và Ấn Độ thì họ à, là những cái người à, rất là giỏi về cái, cái 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 lĩnh vực là lấy tiền uh, loan từ cái những chương trình S, uh, SBA loan để mà mình um, mình phân cho cái, uh, cái, cái 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 kinh doanh của mình. Dạ, yeah, thì em có những cái nhà băng, những người chuyên về làm những cái uh, cái dạng loan đó. Thì nếu mà khách hàng Việt Nam mình, nếu mà muốn mà xem thử mình có qualify hay không thì em có thể giới thiệu uh, cho những người đó và mình ngồi xuống mình mình làm việc với họ. Thưa yeah. anh Tyler thì những người mà khách hàng mà muốn biết thêm về chi tiết những cái bất động sản à, hay là những cái cơ sở thương mại đó thì cách tốt nhất liên lạc với anh à, cái văn phòng anh ở đâu và anh cho biết cái cách liên lạc tốt nhất là như thế nào. Dạ. Yeah. Uh, văn phòng của em thì uh, nằm ngay cái khu uh, sắp bên mall uh, Tyson Corner. Dạ yeah, thì nó cũng rất là tiện cho tất cả uh, các uh, quý vị đi đến từ Virginia hoặc là Maryland hoặc là DC. À, ngoài ra tụi em cũng có thể lưu động về các vấn đề là gặp khách hàng ở đâu cho nó thuận tiện à, tốt nhất à, cho khách hàng à, và à, nếu mà muốn tư vấn trực tiếp mà không cần phải gặp em thì cũng có thể nói chuyện sang điện thoại qua điện thoại à, thì số à, văn phòng của em là 703 à, 574 ba năm à, số văn phòng này cũng có thể là nhắn tin được luôn tại vì tụi em xài cái uh, hệ thống vô số VIP cho nên là không những là gọi được mà nhắn tin được và bất cứ lúc nào tụi em cũng có thể bắt điện thoại từ cái cell phone của mình luôn, cho nên rất là thuận tiện. À, còn cái số uh, cell phone của em là 703 459 5626. À, một câu hỏi dạ. cuối cùng xin hỏi anh Tyler là những khách hàng không những là những khách hàng trong vùng Virginia, Maryland và DC mà có thể khách hàng trên toàn nước Mỹ và có thể là những cái uh, đại gia hay những người mà thương gia ở Việt Nam mà muốn đầu tư vào Mỹ thì anh có thể anh tư vấn luôn. Dạ đúng anh. À, nói chung về vấn đề đầu tư à, để mở cơ sở thương mại hoặc là mình cũng có thể mua nhà luôn và hiện tại bây giờ cũng có nhiều nhà băng người ta có những chương trình à, cho vay tiền à, cho những người nước ngoài. Nên là cái tiền down uh, payment nó sẽ nhiều hơn một tí và cái tiền lời nó sẽ cao hơn cái um, cái tiền lời cho người bản xứ một tí nhưng mà những cái việc đó vẫn có thể giải quyết được luôn. Yeah. À, xin cảm ơn anh Tyler. À, xin anh cho biết cái số uh, điện thoại liên lạc một lần nữa để cho khách hàng có cần thì gọi anh uh, trực tiếp để mà được tư vấn. Dạ, uh, cảm ơn anh. À, số văn phòng của em là 703-574-1033. Số điện thoại cầm tay của em là 703-459-5626. À, xin cảm ơn anh Tyler. Xin chào quý khán giả của đài dạ, xin cảm ơn anh Quý và xin cảm ơn uh, quý khán giả nghe đài, xem đài. thưa quý vị, bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.